Chào mừng mọi người đã quay lại video và hôm nay Apple ra mắt iOS 11.2.5 Beta 2 và mình phải tải về 100 không phải 92 m ở trên iPhone 6s và đồng thời cũng là Mac OS 2 Sierra 10.13.3 Beta 3 số 3 thôi ạ à, Với máy hiệu là 17D25B và mình sẽ làm hai uh, phiên bản Mac OS và iOS uh, Beta 2 cùng lúc vì thực sự là cập nhật Beta 2 này chả có gì mới đâu Mặc dù mình cũng phải tải rất là nặng Đầu tiên là bên mát trước à, Cái lối mở album bị lag Thì nó vẫn còn Không, như nó mượt Mượt hơn tí rồi hay sao á Ở ừ, môi, như nó mượt hơn tí nè Để mình à, tắt ra mở lại uhm, Nó có vẻ... Uh, có vẻ mượt hơn tí rồi nhưng mà mong nó mượt mượt hẳn đi được <cười> <cười> xin lỗi các bạn này uh, bên Sài Gòn lạnh quá và nay bị ho nữa Nên là các bạn thương lỗi mình còn về bên iOS 11.2.5 beta2 thì cũng không có gì mới cả à, các lỗi của mình vẫn còn đây ví dụ là khi kéo spotlight đây các bạn thấy nó bị giật lên thế này đó rồi thứ hai bật Đèn pin rồi sao 3 chất vô nó tắt đi và cái này bị ở trên tất cả các thiết bị đều kể cả iPhone không có 3 chất mình đã thử trên iPhone 6 ở trên iOS 11.2 và nó cũng bị như vậy để tiếp theo là lối YouTube bị lag thì tự nhiên nó vẫn còn đúng rồi ơi ừ, dạo này YouTube bắt đầu cày quảng cáo ghê thiệt Đó và các bạn thấy video đã bị giật thế này Còn mình nghe trên iPhone 5S là nó đơ hẳn luôn Đã cái lỗi này chưa được sửa Về còn lại thì không gì cải thiện cả Giờ mình sẽ nói về pin ở trên iOS 11.2.5 Beta 1 Giờ mình có ghi lại đây Đầu tiên là sử dụng được 4 tiếng 10 phút Chờ được 7 tiếng rưỡi Và pin còn 1%. Hít heo là sử dụng được 5 tiếng rưỡi và chờ được 12 tiếng và lúc đó pin còn 15 phần trăm và thiệt bây giờ pin từ iOS 11.2 là bắt đầu rất là tốt rồi mà mặc, mặc dù mình phải chịu lên iOS 11.2 vì pin bởi vì iOS 11.1.2 là pin rất là tệ mặc dù nó có jailbreak mà người ta đang làm ầm ầm dưới kia mình cũng đang thèm lắm nhưng mà được là mình không thể đánh đổi về pin được rồi tiếp theo là sử dụng được 4 tiếng 6 phút chờ được 6 tiếng rưỡi và pin còn 1 phần trăm Vậy vì cứ mỗi lần đến 1% là nó lại trâu bất thường nên mình dễ dàng ghi lại những cảnh pin uh, còn 1%. Ờ, uh, cái này không có gì nên nói Rồi Chỉ có nhiêu đó Ở trên iOS 11.2.5 Pin Rất là tốt Hiệu năng Ờ uh, Cũng tốt Nhưng mà lỗi thì Nó lại phát sinh Thêm từ lúc iOS 11.2 Và đó là video của hôm nay Và cảm ơn các bạn đã theo dõi